Đây là tiếng nói của cựu sinh viên sĩ quan Hà Trinh Tết, Đài Đỏ Hát, khóa 29. Các bạn khóa 29 thân mến, chương trình họp bạn 40 năm tình bạn khóa 29 vào ngày 29 tháng 12 năm 2012 được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Chiến sĩ Việt Mỹ số 14180 On American Way, Westminster, California 92683. Phần thứ nhì, khóa 29 sẽ họp tại trụ sở Hội Cựu Chiến sĩ Nam Cali số 9350 Bonsa Avenue, Westminster, California 93683. Phần thứ ba là buổi dạ tiệc và khiêu vũ bắt đầu từ 5:30 chiều và sẽ bế mạc lúc 11 giờ khuya tại Emerald Bay Restaurant số 5015 West Edinger Avenue, Santa Ana, California 92704. Các bạn đang theo dõi đoạn video có nhận thấy khóa 29 mặc quân phục dạo phố mùa đông, tức là bộ jaspe, đầu đội beret và các chị mặc áo dài. Các bác có biết trời Nam Cali giờ này đang là mùa đông, ở đây lạnh hơn Đà Lạt nhiều lắm. Vậy mà các bạn khoa 9 giờ này sắp xỉ 60, các chị cũng tuổi ngoài ngũ tuần trở lên. Trừ một vài bạn khoa 9 ham vui lấy vợ trễ như Vương Tín Nghĩa, G29, Đặng Quang Bạch cũng là G29 và Lê Đình Khâm nên vợ còn trẻ, con còn thơ. Nói như thế có nghĩa là đa số chúng ta đã già. Tuổi 60 được coi như là tuổi thọ. Nhưng nhìn video, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy già đây là cái nước da đồi mồi. Già đây là cái tóc điểm xương trắng vùng quê ngoại, hay còn gọi là già mái tóc muối tiêu. Nhưng tâm hồn chúng ta khi gặp nhau, dù đã xa cách 40 năm, nhưng vẫn như ngày nào, xưng hô mày tao trước mặt các chị và các cháu. Các chị và các cháu cũng ngạc nhiên khi thấy chồng, cha mình sao hôm nay nét mặt rạng rỡ, tươi vui như tuổi thanh xuân. Có chị tâm sự, nhà em khi nghe tin họp bạn 40 năm, anh ấy vui còn hơn sắp được cưới vợ hai. Anh ấy nôn nóng chờ ngày bay đến Cali để gặp bạn bè sau bao năm xa cách. Có chị tâm sự, anh ấy đến đây thấy bạn bè anh ấy bỏ em đứng co ro một mình như thế này. Các bạn thấy đó, tình bạn khoa 19 ngày nào 40 năm về trước vẫn âm ỉ chảy trong tim mỗi bạn khóa 29. Nó chỉ chờ ngày để thể hiện qua khuôn mặt của chúng ta. Tớ đọc lại bài thơ của Trần Thúc Bảo, viết để nhớ về ngày 29 tháng 12 năm 1972, tức là 40 năm trước. 40 năm trước, ngày này tháng này, nắng vàng hay hay, không gian ấm áp, Nam Quan rực rỡ, đồi Bắc rùng mình, nhìn lũ chúng sinh sắp vào lò luyện. Ngó lũ chúng mình toàn là trai đinh, môi hồng mắt sáng, dáng đi thẳng băng, khôi ngô tuấn tú. Áo eo quần phét, tóc để hippie, trông sao đỏm dáng. Quay sang các phía, lác đác crazy, tóc tai cắt ngắn, lỉnh kỉnh ba lô, mặt mũi lanh hơn là lũ lơn tơn. Trong đó có Trần Thúc Bảo. Đã vào Thủ Đức, ta muốn oai hơn tí an pha đỏ. Cả bọn nghiêm chỉnh, nhảy xuống dăm xê, kèn thổi toe toe, chống lùng tùng gõ. Ôi sao quá đã, lịch sự quá chừng, đàn anh ân cần mời vào xơi nước. Sau lời chào mừng, ân cần bí hiểm, mỗi em hai thẻ, ghi rõ họ tên, đại đội mới toanh, tiểu đoàn mới nhận.
một cột hành lý, một thắt đai quần. Ôi sao kỳ vậy, đừng hỏi mất công. Sau màn dùng nước, ra sân xếp hàng, kèn trống âm vang, thổi lên thật oách. Hai bên cổng ngách, lừng lững tiến lên, robot hai hàng, sẵn sàng chào đón. Hắn nào hắn ấy trông rõ to con, áo quần thật ngon, nón giày sáng bóng, tay cầm can trắng, cặp mắt lầm lì, khuôn mặt bì bì, ăn tươi nuốt sống. Vừa qua mái cổng, thôi bỏ mẹ đời, hắn gào, hắn thét, bò lăn bò lết, hắn đẩy hắn lôi, thằng nào lôi thôi, cho đi nhúng giấm. Tai nghe văng vẳng, câu nói lạ lùng, ba mùa lá đổ, chờ anh mỏi cổ, giờ mới chịu vào, theo tôi đi anh, chạy nhanh hơn nữa. Hắn chạy hơn ngựa, ngực ưỡn đít cong, thần thái oai phong, làm sao theo kịp. Giá từ thơ mộng, một thuở giảng đường, nào giăng thôn sạc, giọng ca va tăng, nhạc tình lão trình, thơ mộng nguyên xa. Những chiều kiêu xa, dìu nàng bát phố, chủ nhật cuối tuần, nắng vàng mật ong, tỏa vàng phố xá, giờ nó lùng bùng, nát bét như tương. Mơ ơi là mơ, mộng ơi là mộng, mệt bở hơi tai, lưỡi dài cả tấc. Thôi nhé em yêu, bye bye em nhé, anh sắp tiêu tùng. Bài thơ này là của Trần Thúc Bảo, viết để kỷ niệm 40 năm nhập trường ngày 29 tháng 12 năm 1972. Mới đó mà đã 40 năm. 40 năm giờ bạn bè có đứa mới được gặp nhau, sao không tay bắt mật mừng, sao không nôn nóng chờ ngày gặp mặt, sao không bỏ vợ đứng co ro một mình dưới cái lạnh mùa đông của Cali. Nào, chúng ta trở lại buổi lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua tại Việt Nam. Hôm nay là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài chiến sĩ Việt Mỹ, toàn thể quan chiến của các quốc gia Việt Nam. Ba chiến quế, bỏ tay, chớp, bỏ tay, chớp. Một phút mặc niệm tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Các bạn khoa 9 có nghe rõ Nghiêm Đoàn Hiểm nói gì không? Thôi để tôi lặp lại nha. Hôm nay là để đặt vòng hoa tại đài chiến sĩ Việt Mỹ. Toàn thể khoa 9 trường võ bị quốc gia Việt Nam. Tất cả chú ý. Chào tay, chào. Bỏ tay xuống. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Kính xin quý vị nhận nơi đây lòng thành của các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Phút mặc niệm chấm dứt. Ok, giờ mấy chị ra phía trước Mấy chị này vô luôn, tại vì nó muốn cái này, cái đường này nó quay sang, 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 cái đường
thằng chính vô đi. Chính kìa. Chạy vô đi. Dạ, mấy chị đứng trước à? Dạ, đây hả? Đứng hai tầng. Hai tầng, dạ. That's good, that's good. Đứng bên dưới, dạ, rồi đứng bên dưới chơi nữa, yes. Beautiful. Vô đi, vô đi, vô, vô. Hả? Hai, hai tầng, ba tầng gì cũng được hết. Anh vô hết đi luôn. Đâu đúng rồi, đúng rồi. Tôi bấm, tôi bấm cái này mà. Anh vô hết đi luôn. Ok, ok, từ từ nha. Anh thêm vô luôn nha anh. Ok. Chuẩn bị nha. Xong chơi xong dồn vô đi Tâm. Dồn vô bên này nó không cong nè. Bên này qua bên kia bớt đi, bên này qua bên kia bớt đi. Ok. Tôi sẽ qua bên này nha. Ok, 1, 2, and 3. Vô hết đi. Này đang chốt á, này đang chốt á. Vô hết luôn. Rồi còn ăn, vô hết luôn đi. Đánh tinh á, coi chừng cái tinh. Cảnh nhớ này, vô. Ok, one more. Ok. Again. 1, 2, 3. Again. Good. Ok, cho tôi cái nữa. Ok, tôi qua bên này. Vô đi. Ok. Thấy nó chốt không? Thấy. Đúng giờ phải về phòng họp á. Đúng rồi, còn 4-15 phút nữa. Nữa mới nữa, ok. Còn ai muốn chụp đại đội hay chụp gì nữa không? Muốn chụp cá nhân, chụp rồi không? Ok, vậy thì bây giờ nếu ai không chụp gì nữa thì mình về, lên trên xe mình về. Mình về lại phòng họp. Chụp riêng hả? Muốn chụp riêng không? Muốn chụp riêng thì đứng riêng ra. Đúng rồi, mình phải vậy. Chẳng có nói gì đẹp nha. Bây giờ là chúng ta về. Ok, bây giờ rồi chuẩn bị lại. Bây giờ là cả ai muốn Đại đội đi, chụp ảnh ra. Xong.
Good. Thank you.
kêu hai vô. Kêu nữa chụp bà khoan chí thông thôi. Nãy có công nhân bà khoan chí thông thôi. Không không sao, không lấy cho chị tên được bà. Đó đấy chê. Hai mong rồi. Hai mong rồi. Đông mà. Đừng có chạy đụng đụng cái này tôi nha. Để tao dùng mặt cái mày đó. Ê, con Long, cái đồng buồn, con đồng hai đây. Ôi, nó lỗ. Long, con dao ấy. Ok, bây giờ là trung đoàn xin chiến sĩ quan. Chuẩn bị chụp đi chị. One, two, and three. Chí vô luôn chí. Yeah.
Sao? Tới bây giờ tới các chị nè. Tại sao muốn đi từ A, B, C mà nó đi ở liền. Các bạn khóa 29 thân mến, buổi lễ đặt vòng hoa tại Đài Chiến sĩ Việt Mỹ bắt đầu lúc 8 giờ và chấm dứt lúc 9 giờ đúng theo như chương trình đã hoạch định. Qua video, các bạn có thể nhìn thấy bầu trời Cali u ám một sáng mùa đông, lại là mùa mưa. Tin thời tiết cho biết
Sáng có mưa, trưa có mưa, và chiều cũng có mưa. Nhưng anh linh các chiến sĩ Việt Mỹ đã linh thiêng phù hộ cho khóa 29 hành lễ mà trời không đổ mưa. Sau khi khóa 29 về đến trụ sở tại hội cựu chiến sĩ Nam Cali, thì trời mới đổ mưa tầm tã. Tới 5 giờ chiều, trời lại quang, mưa lại tạnh. Thử hỏi, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có sự can thiệp vô hình của các đấng thiêng liêng dành riêng cho khóa 29?